Xin chào bạn, mình đang đứng ở khu vực trưng bày của Honda Việt Nam tại triển lãm Việt Nam Motor Show 2018. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chiếc Honda City L phiên bản Modulo. Modulo là một cái gói độ mà Honda trang bị cho chiếc City L này. Với cái gói độ Modulo này nó chỉ đắt hơn phiên bản City Top 1.5 Top là 19 triệu đồng thôi. Nghĩa là 19 triệu đồng chúng ta sẽ có một chiếc City trông thể thao hơn và đẹp hơn. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá nhanh những cái gì mà gói độ Modulo mang lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá nhanh những cái gì mà gói độ Modulo mang lại cho chiếc City. Rất là dễ nhận ra, ở phần đầu thì ngay cái phần cản trước chúng ta sẽ thấy có những phần ốp cản ở bên dưới. Chiếc xe 1.5 Top City thì không có những cái ốp này. Và thấy là cái cản trước được làm cho nó thể thao hơn, tạo góc cạnh trông rất là mạnh mẽ. Thì cái gói độ Modulo cũng là một cái option khá là quen thuộc cho những mẫu xe của Honda, kể cả trước đây và bây giờ. Cái phần đầu của Honda City thì chúng ta rất là quen thuộc rồi. Chúng ta có đèn pha LED ở trong phân khúc sedan hạng B này, thì có thể nói chỉ có Honda City mới có trang bị đèn pha LED. Đèn pha LED sẽ giúp cho chiếc xe đẹp hơn và hiện đại hơn. Trong cái xu thế thiết kế hiện tại thì đèn pha LED vẫn là một trong những cái điều kiện gần như là rất là phổ biến, rất là bắt buộc cho những cái chiếc xe, kể cả ở phân khúc hạng sang hoặc là phổ thông. Bên dưới chúng ta có một cái đèn sương mù cũng dạng LED luôn, rất là sáng. Có thể nói đây là một chiếc Honda City 1.5 Top và trang bị thêm gói độ Modulo, trong khi cái giá nó chỉ tăng có 19 triệu đồng thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang bên hông xem. Đây, ở bên hông thì bánh mâm vẫn là bánh mâm quen thuộc, không có khác biệt với bánh mâm. Phiên bản Modulo sẽ không có khác biệt với bánh mâm nha. Bánh mâm 16 inch, lốp 185/55 R16. Phần ốp lườn xe thì chúng ta sẽ có cái ốp mới có dòng chữ Modulo Honda Custom Performance, nghĩa là bộ phận hiệu năng, bộ phận độ hiệu năng cao của Modulo của Honda, giúp cho chiếc xe trông thể thao hơn. Chiếc xe này không can thiệp vào động cơ, chỉ là gói độ bên ngoài thôi. Cái phần ốp lườn mới từ hốc bánh xe phía trước kéo dài suốt thân xe và đi về phía sau. Ở phần này nó hơi lõm vô một xíu và có một cái mảng sơn khác màu để tạo hiệu ứng về cái nhìn phần ốp này trông đẹp hơn. Họ chỉ dán vào thôi. Mình chưa rõ là Honda họ có bán riêng cái bộ phụ kiện Modulo này hay không, nhưng mà hy vọng là họ có bán. Rồi, ở cái gói độ Modulo cho Honda City 1.5L thì mình thích nhất đó là cái cánh gió sau. Một chiếc xe sedan chỉ cần gắn cái cánh gió sau này lên thôi là nó sẽ trông thể thao hơn rất là nhiều. Cái cánh gió này thì Honda thiết kế cũng rất đẹp, bộ phận Modulo thiết kế rất đẹp. Nó gắn vào cái phần đuôi nè, trên nắp khoang hành lý và hơi lõm ở phía giữa. Có cả cái đèn phanh ở đây. Một chiếc xe sedan hạng B nhưng mà chỉ cần trang trí thêm một số chi tiết độ thôi là nhìn nó đã khác hẳn rồi. Đây là phần đèn hậu. Nói chung những chi tiết này sẽ rất là quen thuộc, nhưng mà ở dưới cản dưới chúng ta sẽ có khác. Chúng ta có một cái cản sau mới hơn, thể thao hơn, kết hợp giữa cái màu thân xe là màu bạc và chi tiết màu đen, trông nó hầm hố hơn, cứng cáp hơn. Bên này chúng ta có một tấm phản quang thôi. Với việc gắn cái cản sau này thì nó gần như là che đi cái ống xả. Ống xả nằm vị trí này, chỗ hơi lõm vào nè. Bạn có thể thấy ống xả ở dưới. Còn lại thì những chi tiết khác ở phần đuôi xe thì cũng quen thuộc cho cái chiếc xe Honda City L Modulo này. Bên phía hông bên này thì nó cũng giống thôi, giống bên kia. Bây giờ thì chúng ta thử vào trong để khám phá cái chiếc Honda City L Modulo này, xem thử phía nội thất có gì khác không. Rồi, đây là phần nội thất. Phiên bản Honda City L Modulo thì nội thất không có gì khác biệt so với phiên bản 1.5 Top. Ở cái phân khúc sedan hạng B này thì Honda City là một trong những cái mẫu xe được chăm chút cái phần nội thất, có thể là nói là nhiều nhất. Chúng ta có một cái màn hình trung tâm 6.8 inch và nó chỉ là dạng hệ thống thông thường của Honda thôi, không có kết nối CarPlay hay là Android Auto. Tuy nhiên thì cái xe này có trang bị hệ thống âm thanh đến 8 loa, cho nên chất lượng âm thanh đầu ra rất là tốt. Tay lái khá là thể thao nè, tay lái của chiếc Honda City cũng rất là thể thao. Và chúng ta có cả lẩy chuyển số trên vô lăng, mặc dù nó sử dụng hộp số CVT thôi.
Đây là cần số phanh tay, không phải là phanh tay điện tử rồi. Tất nhiên ở sedan mức, ở cái cấp sedan hạng B thì khó thể đòi hỏi phanh tay điện tử. Tuy nhiên chúng ta sẽ có khởi động bằng nút bấm. Hệ thống cái cụm của điều khiển của hệ thống điều hòa dạng cảm ứng. Bây giờ chúng ta không có chìa khóa ở đây cho nên là không có can thiệp. Ghế da nè, thiết kế ghế cũng rất là đẹp, có lỗ thông hơi luôn. Thiết kế ghế màu đen nhìn rất là sang. Mình thích cái vô lăng ghê. Ở trên tay lái phía bên tay phải, chúng ta có thể thấy hệ thống cruise control. Bên này điều khiển hệ thống âm thanh, thoại đánh tay đặt ở bên dưới. Chiếc xe này có cái chế độ lái là Econ Mode và Eco Coaching. Econ Mode thì là tiết kiệm nhiên liệu, Econ Coaching là hướng dẫn chúng ta lái xe tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc sedan hạng D nhưng mà thiết kế rất là ổn. Tổng thể cái phần táp lô này thì nhìn mình rất là hài lòng so với một chiếc xe ở mức phân khúc hạng B. Ngoài ra thì cái mức giá 618 triệu đồng cho chiếc xe City L Modulo này cũng rất là hợp lý. Chúng ta chỉ có thêm trả thêm 19 triệu để làm cho chiếc xe đẹp hơn. Nếu chúng ta đi độ ngoài chưa chắc có thể đẹp đạt được cái mức hiệu quả về cái mặt nhìn khi mà chúng ta có gói độ sẵn từ chính hãng. Honda City L Modulo không khác biệt về động cơ so với những phiên bản City khác. Chúng ta có một động cơ 1.5 lít công nghệ iVTEC SOHC. Động cơ này cho công suất vào khoảng 118 mã lực và mô men xoắn cực đại là 145 Nm, dẫn động cầu trước kết hợp với một hộp số tự động vô cấp CVT. So với những đối thủ trong phân khúc này thì Honda City cũng nổi trội hơn một xíu về cái khả năng vận hành. Ngoài ra về các công nghệ an toàn thì Honda City sẽ có hệ thống cân bằng điện tử VSA, rồi phanh chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, rồi phanh khẩn cấp. Nghĩa là chiếc xe sedan phân khúc hạng B của Honda sẽ có rất nhiều công nghệ an toàn để giúp cho việc lái xe dễ dàng hơn cũng như an toàn hơn, bảo vệ người ngồi trên xe. Phiên bản City L Modulo sẽ có 6 túi khí, gồm túi khí cho hai hành khách phía trước, túi khí bên rèm bên hông và túi khí rèm cho người ngồi phía sau. Rất là nhiều tiện ích an toàn cho một chiếc xe ở phân khúc hạng B, mức giá là 618 triệu đồng. Hiện tại thì Honda City L Modulo đang được trưng bày ở triển lãm Việt Nam Auto Show 2018 tại SECC quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể đến xem và trải nghiệm mẫu xe này. Ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở những cái clip tiếp theo trong cái khuôn khổ triển lãm Việt Nam Auto Show 2018.